Mình sẽ review bắp cải. Bắp cải nó sẽ có hai loại, đó là bắp cải xanh và bắp cải tím. Bắp cải tím thì người ta hay dùng vào trong các món nộm, và bắp cải xanh thì chúng ta hay dùng để nấu canh, xào. Và bắp cải này nó sẽ có rất là nhiều lớp được khi bắp cải lớn lên nó sẽ có những cái vẹ lá như thế này, và khi chúng lớn dần thì các vẹ lá được cúp vào với nhau, được ôm vào nhau và tạo nên một cái bắp cải to to như thế này. Bắp cải được tạo thành từ những cái lá được những từ những lá non được khép vào cùng nhau. Cảnh sát tịch thu những dụng cụ tên trộm để lại và nói với mẹ Hoa, đây là tên trộm đã gây ra rất nhiều vụ án xung quanh đây. Chúng tôi đang tích cực truy bắt hắn. May mà con chị đã nhờ hàng xóm báo kịp thời, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy. Mẹ Hoa nghe thế hốt hoảng mở cửa vào nhà. Hoa mừng rỡ xà vào lòng mẹ. À, mẹ, mẹ về rồi. Sau đó Hoa kể lại sự việc vừa xảy ra cho mẹ và chú cảnh sát nghe. Biết chuyện, Hoa đã dọa tên trộm bỏ chạy bằng sự nhanh trí của mình. Ai cũng khen Hoa là cô bé thông minh và dũng cảm. Lời khuyên của mẹ, con yêu, khi ở nhà một mình nếu gặp tình huống như trên thì con sẽ làm gì? Này điện hạ mặt trời, gì thế mây ngốc? Tôi muốn tỉ thí với điện hạ. He he, ngươi dám? Tối nay tôi đợi ở chỗ này, không đến coi như thua. Hẹn buổi tối nhé. Này, từ hôm nay ta thu nạp con làm đồ đệ. Khi nào lấy được hòn đá trong tay ta thì sẽ được tiếp quản Ô Long Viện. Hòn đá ạ. Hay ra tay không bắt kiếm, hiểu rồi chứ, đệ tử xem sao. Hay ra chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review củ hành tây. Bên ngoài củ hành tây nó sẽ có cái màu vàng, và bên trong nó sẽ có cái vị, khi chúng ta nấu các món ăn thì nó sẽ có vị hơi cay cay đắng đắng. Hành tây nó bên trong nó sẽ có những cái vẹn màu trắng. Em mẹ đã ăn chả này rồi, có đôi cái da hình như con Uyên nó lấy mất rồi. Sao? Cho cái đấy nó bị dính không? Cho dầu hay cho, cho mỡ vào ấy thì nó không dính lắm, mà không không cho dầu cho mỡ gì cho nó dính. Vì nó giàu chứ. Em hết đời chả. Nhưng mà con cậy được, nó chỉ còn mấy cái đốm đốm ấy. Em Anh đi cho con lo con. mẹ ơi chưa? Thôi tắt tivi đi, không lên đây, lên đây nhá, không Ờ, xem tắt nữa. tivi đi, lên đây. Con chỉ cho bánh nhanh lên. Ơi, lau tay đi, lau tay đi, không so lại ấy kia, giấy kia. Giấy Đấy. kia. Lau đi, tắt Bạn điện đi, ơi. tắt điện trong nhà đi nhá. Bố đi chơi chứ. Bố đi nhà. Thế xuống tắt đấy đi. Xuống tắt tivi đi. Đi đó. Tưởng mẹ có chú con nghe ở đấy thì bố mẹ lại đi. Bố lại nhà. Tay không bắt kiếm, ghê thật đấy. Đào kiếm nào huynh cũng chơi hết à? Dĩ nhiên. Vậy thì xem đây. Nhào vô đi. Đỡ cái liềm này. Sư phụ, con vừa học chiêu tay không bắt kiếm. À hả, để ta kiểm tra nhá. Hay ra. Khè khè. Mở cửa cho con.
đón chiêu này nữa đây. Chưa hết, mẹ cuối cùng phải bình tĩnh mới được ám khí. Ôi, đừng có lên đấy sau dính ở trên nhá. Hỏng gì chắc là giờ cái lắp pin mới phải chỉ lại ấy. Giờ cho nó. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Cứng Đầu được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Tuyệt Chiêu Kinh Dị được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ review cần tây. Cần tây là một loại rau mà chúng ta hay nấu cùng với thịt bò. Loại cần tây này nó sẽ có cái vị hơi đắng đắng một chút. Và cần tây sẽ gồm có phần thân và phần lá. Phần thân sẽ là một cái cụm, cụm hơi to. Khi chúng ta mua về thì cần tây nó sẽ có được nằm ở trong cái cụm như thế này. Và khi chúng ta nấu nướng chúng ta ấy thì chúng ta phải vặt ra, để vặt ra phần lá và phần thân chia ra khác nhau. Dạ. Ngon không? Ngon không? Video nào của mẹ? Video cái này này ấy. Chúng mở cái đấy ra. Cần để chân buông rồi. Mở cái đấy cho bà xem á? Đúng rồi. Thế con lấy điện thoại đâu mở cho bà xem? Nhìn chọn cái kia đấy. À con lấy điện thoại chú Quyên con mở ra cho bà xem. Con mở lúc nào? Không. Lâu chưa? Nhìn nó kiểu hiệu mà. Hay con chưa nhìn. Hay là lấy con trên tắt điện thoại. Chịu. Con mở lâu, con cho bà xem lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi, chắc lúc đấy chưa cài mật khẩu. Trong tay còn ăn đâu? Hôm 29 29 hai 29 sáu 29 trong tết nữa. Tuyệt chiêu của ta ghê không? Xem lại đây. Suốt ngày khoe khoang ba cái tài lẻ vớ vẩn. Sư phụ bộ hay lên lớp nhỉ? Võ công thâm hậu không được họ xa. Nhà bên đây. Mẹ đi kiếm nhà đi. Mẹ con lấy cái này lầm lắm. Đây. Không nghịch ác. Mẹ quá. Mẹ chị kia đã ấy. Mẹ đi tìm nhà đi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Thiết Trưởng Bào Gỗ được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn của mình lắng nghe câu chuyện. Ở đây. Không đổ ăn ở đâu ấy. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Đậu Kho Đặc Biệt được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.